Rồi chào tất cả các anh em. Bữa nay mình xin lên tiếp tục mình test máy để mình trả hàng cho những anh em ở Long An, Đồng Tháp nè, với một anh ở miền ngoài mà em cũng quên tên nè, là ba anh. Ba con 62 không em. Đây là con 62. Đây một con 62. Đây một con 62 nữa. Là ba con. Rồi bữa nay em sẽ test máy thì gửi cho anh em luôn nha. Đây mình sẽ test cái mức số 1, chế độ số 1, nhận chế độ 50 để bấm. Vì là bao các anh em cá lên đẹp luôn nha. Các anh em chỉnh vừa thôi, không nhanh mà không chậm, vừa mình nghe thôi là cá lên đẹp. Số 2 để bấm số 2 anh em, máy rất mạnh rất lực nha. Đánh lì số 1, đánh lì nè, đánh lì mình sẽ dẫn volume lên nè. Đó các anh em phật sáng lên thấy không, nè thấy không, phật sáng lên nha. Đó số 1 nha anh em, đây số 1 nha. Rồi số 2 nè, số 2 là nó con đèn sẽ sáng trắng luôn nha anh em. Rồi một con 62. Rồi tiếp tục mình sẽ test thêm một con nữa cho anh em xem nha. Rồi tiếp tục mình sẽ test thêm một con 62 nữa nha. Đây lệ bấm số 1 nè, chỉnh mức 50 nè, nè mạnh lên nè. Đó, đó. Nó phật thấy ghê không anh em. Rồi số 2 nè, số 2 nè, anh thấy nó phật cái bóng đèn lên, thấy máy cực kỳ lực nha anh em. Rồi đánh lì số 1 nè, số 2 50 nè, dặn lên nè, nó phật lên này, bóng đèn nó thấy nó phật lên rõ ràng ha anh em. Các anh em nghe tiếng máy nè, cái hệ bấm cho anh em nghe luôn nè. Vì là ok nha anh em, vì là cá lên đẹp nha. Số 2 nè, nó cái tiếng nó trong hơn, gắt hơn, mạnh hơn. Rồi các anh em này xài những cái dòng máy này bên cơ điện lạnh Hậu Giang á, thì các anh em cũng sử dụng qua thì các anh em cũng đã biết rồi. Cái dòng máy này anh bao anh em tất cả các loại cá nổi đẹp, bao phi nha, lợi bình nha anh em. Các anh em mà về đánh không được cứ alo với mình một tiếng, mình sẽ gửi cho anh em những một cái con máy khác cho anh em sử dụng để mất đỡ mất thời gian. Ví dụ như nó không hợp nước hay là hoặc nó có trục trặc về mạch hay vấn đề gì đó, các anh em cứ alo mình, mình sẽ gửi cho anh em một con khác về các anh em đánh. Mình là dân anh em đi sắm những cái con công sức lớn này là mình để dành để kiếm tiền nuôi vợ nuôi con. Về mà lỡ thí dụ nó có trục trặc về vấn đề gì đó, thì mình cũng hơi phiền. Thứ hai nữa mình sẽ đảm bảo cho anh em sẽ kiếm tiền trong sẽ nhanh chóng để mình sử dụng những con máy này để mình xài nha, nhanh chóng để sử dụng, các anh em đỡ mất thời gian. Em sẽ gửi cho anh em những cái con khác để anh em về đánh nó sẽ hiệu quả hơn và sẽ đạt hơn. Rồi chào anh em nha, các anh em xài cứ liên hệ mà. Đây là một con 62, hai con trên đây con nữa, em sẽ test hai con luôn nha. Rồi chào anh em nha, các anh em xài cứ liên hệ mình nha. Số điện thoại mình có để trên cái phần mô tả, các anh em có xài thì cứ liên hệ mình sẽ tư vấn các anh em trực tiếp luôn nha. Rồi chào anh em.